nhau. Thì Hải quan Bình Dương đã nhận cái thiếu sót ở cái chỗ này là gì? Tức là tôi chưa nghiên cứu kỹ cái nghị định 134, đúng không? Chính từ như vậy với vẫn áp dụng trước thời điểm nghị định 134. Sai sót dẫn đến hướng dẫn sai, mà cụ thể ở đây là công văn 277 của Cục Hải quan Bình Dương ký ngày 8 tháng 2 năm 2017, trái ngược hoàn toàn với công văn 3018 do Tổng cục Hải quan gửi Hải quan Bình Dương. Có một điều lạ là tại thời điểm đó, ông Dương Hồng Hạnh là Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, là người phụ trách thuế nhưng không ký văn bản 277, mà thay vào đó là ông Nguyễn Trường Giang, một cục phó quản lý hàng hóa của Hải quan. À không, không, cái đó là chủ trương rồi đó. Là của tôi. Tại vì bao giờ cục phó cũng là KT chứ. Thì trường hợp này nó vi phạm rồi nhưng nhà nước phải xử lý thế nào? Tôi cho rằng là cái sai ở đâu là ở đó phải chịu trách nhiệm. Nếu doanh nghiệp sai, xử phạt hành chính, xử phạt hình sự. Đối với nhà nước, cụ thể là cán bộ, công chức, là hải quan, là những người làm trực tiếp do nhầm lẫn, do vi phạm, áp dụng sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm với nhà nước. Nhà nước sẽ không được phép truy thu doanh nghiệp, xử phạt doanh nghiệp mà sẽ phải xử lý cán bộ của mình. Nếu cố tình thì sẽ phải xử lý hình sự hay là xử phạt hành chính. Còn nếu như mà do trình độ, do năng lực, do yếu kém, không cố tình thì sẽ xem xét về cái trình độ. Đối với những cán bộ công chức mà thực hiện cái nghiên cứu chưa kỹ văn bản ấy, thì trong ngành có cái quyết định 2799, quyết định 2799 về xem xét xử lý các cái trường hợp sai sót trong nghiệp vụ. Đó. Thì tùy theo mức độ có thể là cắt thi đua hoặc xem xét xử lý kỷ luật. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi đã thấy được rằng là cái việc này là do anh em nghiên cứu chưa kỹ văn bản và cũng không tạo ra một cái gọi là thất thu thuế cho nhà nước. Người đứng đầu ngành hải quan Bình Dương cũng khẳng định thêm việc sai sót chỉ là lỗi nhỏ có thể khắc phục được và Cục Hải quan Bình Dương sẽ chờ ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan. Theo đó, thẩm quyền quyết định kiểm tra là Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo thẩm quyền. Các mức xử lý kỷ luật đáng chú ý là bao gồm hình thức khiển trách đối với các hành vi quan liêu, nghiên cứu không kỹ, qua loa đại khái dẫn đến nội dung tham mưu đề xuất, ban hành văn bản nghiệp vụ, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, xử lý giải quyết công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao không đúng quy định. Hình thức cảnh cáo đến hạ bậc lương đối với các hành vi vi phạm vụ lợi hoặc động cơ cá nhân trong việc tham mưu đề xuất với người có thẩm quyền ban hành các quyết định văn bản hướng dẫn chỉ đạo cấp dưới không đúng quy định. Đặc biệt, quy định cũng nêu rõ việc áp dụng bổ sung các hình thức xử lý như bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra và đưa ra khỏi quy hoạch nếu công chức trong quy hoạch cán bộ, trong đó sẽ không giới thiệu vào quy hoạch cán bộ trong thời hạn 1 năm đối với hình thức khiển trách, 2 năm đối với hình thức cảnh cáo và 3 năm đối với hình thức hạ bậc lương trở lên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, đơn kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ về việc bị áp thuế tính thuế của cơ quan hải quan. Một vấn đề được đặt ra là việc doanh nghiệp khiếu nại cầu cứu về cách áp thuế và tính thuế do hệ thống chính sách chưa hoàn thiện, chưa phù hợp hay là nhận thức cách áp dụng của cán bộ hải quan chưa đúng. Chuyện trong ngày hôm nay sẽ đưa ra những câu chuyện cụ thể để phân tích rõ hơn vấn đề này. Là một doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công và xuất khẩu các loại ba lô, túi sách, vali tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này đã bất ngờ bị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương yêu cầu nộp truy thu thuế hơn 30 tỷ đồng. Tình huống khóc đứng khóc ngồi của doanh nghiệp bắt nguồn từ cách áp dụng thuế và cách tính thuế tiền hậu bất nhất của cơ quan Hải quan Bình Dương. Tháng 2 năm 2017, Cục Hải quan Bình Dương đã có văn bản số 277 do Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Giang ký với nội dung công ty Bông Cúc 2 thuộc diện doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Văn bản do ông Nguyễn Trường Giang cũng có hướng dẫn doanh nghiệp này làm các thủ tục quyết định hoàn thuế tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần. Theo chỉ đạo nói trên, từ thời gian tháng 11 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, công ty Bông Cúc 2 đã được hoàn thuế hơn 3,6 tỷ đồng và một số khoản thu khác từ ngân sách nhà nước. Nói chung là tất cả các cái hồ sơ như cái này thì Hải quan Bình Dương thì có báo cáo về Tổng cục Hải quan. Thì Hải quan Bình Dương thì cũng chỉ là một cái đơn vị thực thi theo cái ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên, tức là theo cái tổng cục của Hải quan.
đang được hoàn thuế, thậm chí có giai đoạn được miễn thuế. Công ty Pông Cúc 2 bất ngờ nhận được liên tiếp hai quyết định của Cục Hải quan Bình Dương về việc truy thu thuế và xử phạt đối với công ty này với tổng số tiền lên tới hơn 31 tỷ đồng. Thế nhưng ngay cả đơn vị này cũng lúng túng trước những căn cứ để thực hiện việc truy thu. Do cái nghị định 134 là mới vừa được ban hành, rồi triển khai, rồi cái thông tư mà hướng dẫn thì nó cũng chưa có gọi là chưa hướng dẫn kịp thời cái nghị định. Thì cũng giống như là chỗ anh Danh này có để mà nói, thì trong cái quỳnh triển khai thực hiện thì nó có những cái nó chưa có rõ. Cái này thì chắc là phải có cái gọi là có cái thời gian để tổng hợp lại tất cả các cái hồ sơ. Công ty Pông Cúc đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng phản hồi quy định thu thuế của Cục Hải quan Bình Dương. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2020, Tổng cục Hải quan đã ra văn bản khẳng định công ty Pông Cúc 2 là doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thuế trước đây là không đúng quy định. Phương án cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp cũng đã được tính tới. Cái quy định pháp luật của chúng ta nói chung về thuế và nói riêng về xuất nhập khẩu thì đã rất là cụ thể, đã hoàn thiện, đã sửa đổi rất nhiều lần rồi với hàng vạn cái danh mục hàng hóa về nội dung, về thủ tục, về thẩm quyền, ai phải làm cái gì, giải quyết ra làm sao. Nhưng rất nhiều cái việc thực tế cũng như cái việc này là các cơ quan chức năng đã không giải quyết được. Dẫn đến doanh nghiệp không biết bố víu ở đâu, không biết kêu ai, gần như là họ rất thất vọng, họ rất là bất lực rồi. Thì họ cứ đi kêu lung tung và cuối cùng thì cái cơ quan hành chính cao nhất là Thủ tướng. Không đồng ý với giải thích và quyết định của cơ quan hải quan, cuối tháng 7 năm 2020, công ty Pông Cúc đã gửi đơn xin kêu cứu đến Thủ tướng. Doanh nghiệp đã tính đến phương án khởi kiện ra tòa. Trong khi chờ đợi các quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng, đại diện công ty Pông Cúc cho biết doanh nghiệp đang chịu tác động rất lớn từ đại dịch COVID-19. Nay thêm các khoản truy thu thuế không minh bạch đang đẩy công ty vào nguy cơ đóng cửa, ảnh hưởng tới gần 6.000 lao động. Trong vụ việc của công ty Pông Cúc 2, hiện dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi. Các quyết định hoàn thuế trước đây và quyết định truy thu thuế hiện nay của Cục Hải quan Bình Dương thì quyết định nào là đúng và quyết định nào là sai? Nguyên nhân nào dẫn đến việc doanh nghiệp hiểu chưa đúng hoặc khiếu nại về việc truy thu thuế và gửi đơn cầu cứu Thủ tướng? Để rộng đường dư luận và có những thông tin khách quan, phóng viên VTC1 đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương. Làm việc với phóng viên VTC, người đứng đầu ngành hải quan Bình Dương khẳng định việc doanh nghiệp bức xúc phải kêu cứu lên Thủ tướng là hoàn toàn có cơ sở, bởi trong quá trình triển khai, áp và tính thuế giai đoạn 2016-2018, Hải quan Bình Dương đã có thiếu sót do không hiểu hết tinh thần của Nghị định 134. Nghị định 134 thì liên quan đến phòng thuế, thủ tục hải quan thì lại, quyết toán thì lại liên quan đến phòng giám sát quản lý về thủ tục. Cho nên hai cái phòng này khi có nghị định này thì không có tập huấn, không có trao đổi. Và để làm rõ hơn các vấn đề liên quan, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay luật sư Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch công ty luật SB Law, là giảng viên thỉnh giảng của môn pháp luật kinh doanh Học viện Tư pháp. Xin cảm ơn luật sư Thanh Hà đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa luật sư Thanh Hà, là với những cái quy định pháp luật hiện nay liên quan đến cái lĩnh vực thuế và hải quan thì cá nhân luật sư cho rằng là đã thực sự đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hay xưa mà sao lại có vẻ như là gây khó hiểu cho cán bộ thực thi đến như vậy ạ? Thì hiện nay thì chúng ta biết là đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ có cái luật kinh doanh xuất nhập khẩu, luật thuế xuất nhập khẩu và các cái nghị định hướng dẫn thi hành và các cái thông tư. Tuy nhiên thì chúng ta biết là cái thực tế hoạt động xuất nhập khẩu và áp dụng luật thuế nó tương đối là phức tạp và có rất nhiều các cái tình huống mà các cái nghị định cũng như là thông tư chưa thể quy định ra được. Thế vì vậy mà khi có một cái vấn đề phát sinh thì doanh nghiệp hoặc là các cái cơ quan chức năng hỏi thì thông thường thì các cái như là Tổng cục Thuế hoặc Tổng cục Hải quan là các cơ quan quản lý chuyên ngành thường đưa ra những cái công văn hướng dẫn. Và những cái công văn này thì theo cái quy định của hệ thống pháp luật thì không phải là cái văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên thì hiện nay thì các cái cục hoặc là các chi cục thường lấy các cái công văn này và đưa vào áp dụng, thì đây là một cái thực tế mà chúng ta cần phải sửa đổi. Thứ hai nữa là cái khó khăn nữa trong cái việc áp dụng là hiện nay chúng ta biết là đối với việc nhập khẩu, xuất nhập khẩu hàng hóa thì có hàng triệu mặt hàng khác nhau, mà cơ quan hải quan cũng như cơ quan thuế thì
chỉ quản lý về mặt thuế và hải quan thôi, thế còn lại phải dựa vào các cái văn bản hướng dẫn về các cái mã HS của các cái cơ quan quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên thì có rất nhiều tranh cãi về cái việc là áp dụng cái mã HS thế nào là đúng. Thì doanh nghiệp thì thông thường là muốn áp dụng cái mã nào mà nó thuế nó thấp, ví dụ như là 0%, 1%. Nhưng mà khi mà có cái sự giải thích sai thì các cơ quan này thường áp dụng một cái mã nó cao lên. Thì vì vậy mà đôi khi là dẫn đến cái việc là truy thu đối với cái phần thuế của doanh nghiệp và tạo ra cho doanh nghiệp một cái gánh nặng về pháp lý và áp dụng hồi tố nhiều cái văn bản. Thì đây là một cái vấn đề mà hiện nay cái quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và các nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành đang gặp phải. Vậy hiện nay trong thực tế là bây giờ luật thì đợi nghị định thì lại đợi những các văn bản hướng dẫn, và với một cái khối lượng khổng lồ các văn bản như vậy thì liệu rằng có tạo ra kẽ hở để cho các cơ quan chức năng gây nhũng nhiễu các doanh nghiệp không? Tôi nghĩ là hiện nay thì các cái văn bản của chúng ta đang trong cái quá trình hoàn thiện, vì vậy mà đôi khi nó tạo ra những cái kẽ hở rất là lớn và nó có rất nhiều thiếu các cái quy định pháp luật điều chỉnh trong cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp rất là bức xúc hiện nay đó là khi mà doanh nghiệp mà chậm nộp thuế xuất hoặc là nhập khẩu thì ngay lập tức thì cơ quan thuế có thể là áp dụng mức phạt và có thể là sẽ áp dụng các cái hình thức cưỡng chế thuế. Tuy nhiên thì chúng ta biết là đối với lại thủ tục hoàn thuế, khi mà doanh nghiệp nộp thuế rồi, người ta đủ cái thủ tục hoàn thuế và hồ sơ của họ cũng tương đối là đầy đủ. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp thường kêu là cái thủ tục hoàn thuế tương đối là khó khăn. Và vì vậy mà đôi khi có thể là tạo ra một cái sự tiêu cực nào đó trong cái quá trình là doanh nghiệp muốn được hoàn thuế. Bởi vì doanh nghiệp muốn hoàn thuế thì họ sẽ có vốn để thúc đẩy cái việc sản xuất kinh doanh. Thì đấy là một trong những cái vấn đề mà hiện nay doanh nghiệp cũng đang rất là lo lắng về cái thủ tục hoàn thuế. Thì tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng và các cái cơ quan giám sát cần phải rõ ràng hơn nữa về cái quy trình và cái thủ tục. Nếu mà trong trường hợp mà hoàn thuế chậm cho doanh nghiệp thì cũng phải áp dụng cái mức phạt hoặc là bồi thường cho doanh nghiệp như là trong trường hợp mà doanh nghiệp chậm nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Thì tôi nghĩ là đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Vậy trong cái câu chuyện cụ thể mà chúng ta đã vừa theo dõi từ đầu chương trình mình tới giờ tại Phungkup 2 thì với cái sự bất nhất của Tổng cục Hải quan và của Quan Bình Dương thì cho đến thời điểm này ở góc độ pháp lý thì đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm chính và giải quyết như thế nào cho thấu đáo ạ? Tôi nghĩ là trong cái trường hợp này thì tôi không tán thành các cái giải thích của các cơ quan chức năng bảo là cái sai sót này là cái sai sót mà nhỏ và cũng không ảnh hưởng đến cái nguồn thu của ngân sách. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhận là bây giờ ngành thuế cũng như ngành hải quan phải nuôi dưỡng cái nguồn thu. Và đối với nhà nước thì một cái khoảng hơn 31 tỷ nó không phải là lớn, nhưng mà đối với một doanh nghiệp trong cái đại dịch như này thì một cái khoản nếu mà bị truy thu 31 tỷ và phạt thì tương đối là lớn. Thế vì vậy mà cái trách nhiệm ở đây là thế thì nếu mà trong trường hợp mà doanh nghiệp bị truy thu 31 tỷ thì doanh nghiệp bị thiệt hại thì nhà nước sẽ có thể những cán bộ làm sai hoặc là những cái cán bộ có cái sự giải thích thì có phải bồi hoàn lại cho doanh nghiệp hay không? Đấy thì tôi nghĩ là đấy là một cái vấn đề rất là khó khăn và cái mà trong cái vụ việc này thì cái khó khăn là đổ lên đầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn để vượt qua cái giai đoạn này. Và họ cũng trong vụ việc này thì họ cũng đã rất cẩn thận là họ đã có cái công văn hỏi rồi. Tuy nhiên thì tại thời điểm đấy giải thích như thế mà thứ hai là cùng một cái văn bản mà lại có hai cái sự giải thích khác nhau ở hai thời điểm khác nhau thì đây tôi nghĩ là đây là trách nhiệm rất lớn của các cái cơ quan mà đã áp dụng cái mức thuế trong cái trường hợp này. Vâng, câu chuyện này có lẽ là chúng ta sẽ cần phải là tiếp tục bàn luận sâu hơn bởi vì là có rất nhiều doanh nghiệp cũng đang rơi vào cái tình trạng như là Phungkup 2 mà chúng ta bàn tới hôm nay, đúng không ạ? Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã dành cho chương trình những thông tin rất hữu ích. Kính thưa quý vị và các bạn, không chỉ có trường hợp tại công ty Phungkup 2 mà còn nhiều doanh nghiệp khác trong thời gian gần đây cũng đã phải gửi đơn cầu cứu thủ tướng khi gặp những rắc rối tương tự. Đây có thể coi là một trong những biện pháp cuối cùng của doanh nghiệp khi phải đối mặt với những nhiêu khê trong thủ tục hành chính hay là cách áp dụng pháp luật của các cơ quan hữu quan, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh có nguy cơ phá sản. Sai thì phải sửa, cán bộ sai thì phải chịu trách nhiệm và bắt buộc phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Chỉ như thế mới tạo ra một môi trường lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển, tạo động lực bền vững để thu hút đầu tư. Và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về vấn đề này trong những bản tin tiếp theo trên VTC1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.